Anh em biết tôi làm gì ở đây rồi đấy. Giờ tôi phải dọn đường cho tàu nó đi anh em à. Khoan từ từ, tôi phải chuyển cái này vô làm ý cái con boss kia. Ôi chết, tôi cần cái này anh em à. Đấy, ơi từ từ đi mày ơi. Làm đường ray, làm đường ray thế nào nhỉ? Số 3. Come on. Đường ray. Đập. Giờ tôi phải qua được cái chỗ chạm bên kia nữa tôi mới hoàn thành được anh em à. Tao đập mày đắt. Tôi phải dời cái này anh em à. Đây. 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 Mày đặt vô. Mấy anh em mà nó không chịu đặt. Ơi. Tôi cần nước. Nước. Đập bên đây cái. Đập đi trời. Ôi nó không có biết xác anh em à. Thế thì tôi phải cho nó lấy gỗ rồi. Lấy gỗ đi. Tàu sắp đi rồi anh em à. Tàu sắp hết đường ray kìa. Mày điên rồi. Cái thằng này. Đường ray. Ôi, sorry. Ôi, lẹ. Ừ hình quá nó lấy nước rồi anh em. Gỗ. Đưa gỗ. Đủ xanh. Từ từ. Chồng lên. Đấy. Rồi. Đi vô. Hốt hàng. Cái này từ. Tôi nghĩ là không nên đi vẹo. Tôi nghĩ là nên đi vẹo anh em à. Tại vì nó có thời gian để tôi làm mấy công việc này hơn ấy. Cực có ló luôn đấy. Đấy. Gỗ ở đây à. Đông nhiều thế. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cái cầu anh em à. Ê có mấy thanh niên. Có mấy thanh niên làm cái gì ta. Ê, mày phá. Nó là cướp đấy anh em à. Làm sao tôi thích chơi mấy thằng này được nhỉ. Kỳ thế nhỉ. Water belly. Cháy rồi. Ok. That's good. Thank you. Cảm ơn. Mặc dù mày là cướp nhưng vẫn làm việc lương thiện đấy. Hay lắm. Đúng là con trai của ta. Đúng rồi. Cảm ơn. Hợp lý luôn. Cái này đủ rồi anh em ạ. Bớt kho củ lại coi. Ôi, tao cần mày đập đá. Đấy, đập đi. Tôi sẽ lấy thịt. Nói chung làm việc cũng phải cần thịt anh em ạ. Tôi có sức làm tiếp nữa chứ. Đấy, gỗ. Ôi, sao nó hôi gỗ đi đâu nha. Mấy ông nọ cướp vẫn hôi bên đó. Nó không chịu qua đây anh em. Cuộc sống nó là qua nữa rồi. Tôi phải chơi mấy thằng ăn cướp này mới được. Chúng tao đã làm nó mệt rồi mà còn mày còn ăn cướp. Mày chạy rồi. Xanh. Mày khai thác hết chỗ đó cho tao. Tôi cũng rảnh lắm anh em ạ. Đáng lý là đi cái đường kia lẹ hơn. Nhưng mà tôi lỡ đi đường này rồi. Phải đi tới luôn chứ sao giờ. Water. Ok. Ổn rồi. Ổn thỏa rồi. Rồi hình như win rồi anh em ạ. Đấy. Ok. Done. Nice. Tới gà đấy. Mặc dù nó không được bơ phạt nhưng mà vẫn ổn anh em à. Tôi nghĩ là cái này không bóc được rồi anh em à. Tôi nghĩ là tôi sẽ bóc cái này lên. Đặt vô. Đấy. Ok. Come on. Đi tốc độ lên nào. Toa tàu tiếp theo. We need gỗ. Tôi vẫn chưa thấy cái toa tàu tiếp theo của tôi đang ở đâu nha anh em. Cái chạm tàu đấy. Ấy mày đi sang bằng đi. Mày đi sang bằng đi. Cái nhiệm vụ thông minh này để tao làm cho. Tôi phải chuẩn bị trước. Tôi đập bên đây anh em à. Cái gì tôi sẽ bay vào tôi tu sửa nhanh được. Nó chỉ đường cho tôi kìa. Tính ra cái đồ chỉ đường cũng không hữu dụng mấy. Ôi, mẹ đặt nhầm rồi. Bố nó ngu thế nhỉ. Ôi. Ơ. Ôi, what? No. Giúp. Ui, hai thằng tên trộm nữa anh em. Cây thế. Nó không qua được đâu. Đá đi. Cút rồi. Cút. Bố mày chạy rồi. Mẹ cái thằng này. Dập cái kho hàng. Ok. Đi thẳng qua luôn nha. Sai nữa rồi. Water. We need water. Rồi. Ơi đừng có khiêng ra chứ hả. Khiêng qua đây phụ tao đi. Ui xanh nó cháy rồi anh em à. Ôi rồi. Cái nước rồi. Đây cháy hết kho hàng của tôi. No. Ê mấy mày đứng đó làm gì phụ tao đi chứ. Không bị bắt cũng bị tao đánh chết. Ừ. Hay lắm. Why are you running? Bố mày nhá. Tôi vẫn chưa phá cái điểm nó dưới kia lần à. Tôi sẽ quẹo anh em à. Tôi nghĩ là tới đây thôi đúng không ta. Ôi. Đúng rồi. Thêm một bậc nữa anh em à. Cái cúp. Đừng để mất cái cúp. Cần hai khối gỗ. Quên rồi. Nghỉ việc đi. Đây. Yep. Đấy, chạy nhanh lên đi nào. Easy. Tàu tôi đi được 60m anh em ạ. Oh shit. Ui, cái này tôi mới nhấc được. Chứa đựng à. Ngầu đấy chứ. Tôi nghĩ là sẽ nâng cái này lên anh em ạ. Cái này cũng hợp lý nè. Đấy. Không, một. Ui, tôi nghĩ là nó sẽ đi hướng chéo lên cái chỗ con vịt đấy anh em. Nên là tôi sẽ kéo dây câu thời gian một chút xíu. Đấy. Cái máy mới khá là ngầu nha. Đập hết khúc đó. Mày là qua mày lấy gỗ sau cũng được. Không sao. Sắp hết. Sắp hết đường ray. Đấy.
Đấy đấy đấy, lum 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 lum. Tôi sẽ cho nó lắp đường ray thử anh em à. Lắp đường ray cho tao xem coi nào. Jesus Christ man, làm ăn gì cái gì ấy. Xem chết, xem xíu nữa. À, nó lắp lên cho tôi. Mày cứ ra mày kiếm nguyên liệu đi, còn phần xây để tao. Nhưng mà lần này tôi phải tự đào mấy cái cây với lại đất rồi anh em. Phá mấy cây á. Water, 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 water. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng là con trai của ta. Nhanh đi, nhanh đi. Để tao còn đào khúc này nữa. Ui, sao mày có thể rảnh được như vậy chứ hả? Nó sắp bị ủi rồi anh em. Nó bị kẹt rồi. Nó bị kẹt rồi. Đấy, cho mày đi nè, cho mày đi nè, cho mày đi nè. Đấy, chặng đường đi khá là dài luôn đấy. Nước kìa. Tôi qua tôi lấy đường ray cái này mà nó để ở đây, nó để chất đóng ở đây nè. Lại đập đá đi, đập đá đi, đập đá. Gỗ, 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 gỗ. Chúng ta cần tốc độ lên. Rồi sai luôn. Cú thế. Ôi. Sai rồi. Ôi. Lại cướp. Bố cày thế. Chưa làm việc xong nữa cướp lại tới. Tính ra ông tới luôn rồi anh em à. Chúng tôi làm gần xong rồi nè. Giờ làm một mạch thôi đó. Cút con mày ra coi. Hai cái nữa. Rồi rồi rồi. Nói chung là màn này cũng khá dễ anh em à. Quá là easy luôn. Ăn trộm làm chi. Bố mày qua, bố mày quật mày nè con. Ăn trộm được gì nữa. Bố mày quật mày nè. Nghiệp quật mày đó con. Cái này là một máy có thể anh em có thể là đào tất cả mọi thứ gần nó đấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái máy này. Nên để gần cái kho anh em à. Lắp cái đã. Nó chỉ đường thẳng à. Nó chỉ đường thẳng thì mình đi đường thẳng. Ủa sao mày đào có cái vậy? Ôi ơi, thanh niên đào có cái anh em à. Ủa cái gì đây? Phải không ta? Hình như tôi có một vấn đề gọi là dịch lộn anh em à. Tôi nghĩ là tôi dịch lộn rồi. À để máy vô cho nó dựng dạng đấy. Mà tôi nghĩ là tôi sai rồi anh em. Nếu mà tôi đi thẳng một mạch nó sẽ rất tốn gỗ nha. Nên là tôi sẽ quẹo. Lấy nước đi. Mày lấy nước đi. Tôi đang làm này. Ôi. No. Bố xanh quên. Ôi mày ngu vậy? Cái con kia. Đá bên đây nó không đập, nó đập bên kia. Cú thế. Cho đập đi anh em à. Tôi ke được. À bên kia. Mê xây lộn rồi. Xây lộn rồi. Tích cực vô. Ơ tôi lỡ rồi, thôi kể đi. Tôi sẽ quẹo qua một hướng anh em cho nó đi lòng một chút xíu. Lấy đá. Ui, nó lấy xa thế. Ôi, hát à. Nước, lấy nước đi. Ừ. Bỉ rồi. Holy. Man, nghĩa là tôi phải chơi chiến thuật đó thôi anh em à. Tại vì tôi hết đá rồi. Một, đấy, có đá đào đi. Ôi, đúng rồi. Đúng với tàu đấy. Sắp hết toa rồi, come on. Tôi đúng chơi tương kế tụ kế luôn ấy. Sắp hết rồi. Oh, holy shit. Vẫn chưa đủ à. Come on. Còn kịp đấy. Đá. We need đá. Bà đi, mày qua mày phụ tao cái khúc này đi. Ra the resort sau. Nói chung là xếp hàng dài đi anh em à. Khá là khó khăn luôn ấy. Cho nó ra bỏ. Cho con boss này nó bỏ. Nó biết ở đâu. Nên là tôi không cần đi theo nó đâu. Tôi nghĩ nhiêu đó là được rồi đấy anh em à. Tôi cần phải làm gỗ thêm. Cho con này đi lấy tài nguyên. Lấy. Bốn cái nữa là ăn rồi anh em à. Lấy đi. Rồi né đường tao cái. Xanh đó. Còn cái nữa. Win rồi. Mày né ra là win rồi đó. Win. Yep. Hay đấy anh em à. Cuối cùng cũng thắng. Tôi có thể nâng cấp được cái này chưa nhờ? Chưa. Tôi chưa nâng được gì hết anh em. Không đủ tiền anh em à. Phải.